We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling. Xin chào bạn, mình tên là Trang Kalaki và đây là video đầu tiên của mình. Do là video đầu tiên cho nên là có tí ngại ngùng và nói không tự nhiên cho lắm. Với cả mình sống ở bên Nga từ bé cho nên tiếng Việt của mình hơi kém một chút. Mong mọi người không ném đá mình và sẽ ủng hộ mình để mình có động lực để quay video tiếp. Trong video này thì mình sẽ kể về cách làm tóc xoăn tại nhà, vừa đơn giản vừa dễ và rất là nhanh. Hầu hết trong sự kiện nào mình cũng làm tóc xoăn như thế này. Và rất là nhiều người hỏi cách mình làm tóc xoăn hoặc là mình làm tóc xoăn ở đâu đó. Thì chắc là mọi người cũng muốn biết mình làm tóc xoăn như thế nào. Cho nên là mình đã quyết định quay cái video này. Và mọi người chú ý là mình làm tóc xoăn không phải như những blogger khác. Không phải do như máy tròn tròn như này để làm tóc xoăn, mà mình dùng máy là tóc. Chắc là mọi người rất là thấy lạ, sao tự nhiên lại làm tóc xoăn lại bằng máy là tóc. Thì mọi người hãy xem tiếp nhé. Để bắt đầu làm tóc xoăn ấy thì mình dùng Pantene để cho dưỡng tóc và để cho tóc không bị hỏng hoặc là không bị gãy, không bị sơ khô về vì độ nóng của máy là tóc. Bắt đầu nhé. Cho một chút vào tay thôi. Mùi thơm quá. Các bạn chú ý là đừng vui nhiều quá, không có tóc sẽ bị kiểu là dầu mỡ ấy và sẽ bị bóng. Cuộn lại và quay sang 360 độ. Giữ xuống và trải xuống. Các bạn có thể nhìn thấy là nó đã xoăn. Lâu hơn một chút để cho nó xoăn hơn. Và tiếp theo là các bạn sẽ lấy tay của mình ấn sang như này. Và sau đây video của mình đã đến lúc kết thúc. Mình rất là mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Và mọi người đừng quên subscribe và ấn like nhé, để đón tiếp những video tiếp theo của mình. Bye. I'm
hypnotized by the sound.